một câu hỏi khá là thú vị à, Phải chăng huấn luyện viên yoga chúng ta làm việc vì đam mê lại là một sai lầm Thì tất nhiên nhiều khi các bạn nghe câu hỏi này chúng ta cảm thấy rất là lực cười Đó là làm việc phải có đam mê chứ đúng không các bạn Tuy nhiên các bạn sẽ thấy rằng rất nhiều huấn luyện viên khi mà họ bước vào cái ngành này Họ rất là hào hứng, anh rất là đam mê, chị rất là đam mê, chị không thể sống như yoga thiếu một ngày nhưng cái câu chuyện ấy, hãy nhìn lại cái cuộc sống của họ Sau 1 năm, 2 năm Họ có đạt được cái thành công hay không và tất nhiên trên hành trình cuộc sống của chúng ta thì cái người đạt được thành tựu thì khá là ít nhưng mà cái người mà lướt qua thì rất là nhiều đúng không ạ vậy thì tại sao những người mà càng nói về đam mê thì tỷ lệ dụng lại càng cao như vậy thì, thì trong video này chúng ta sẽ tìm rõ ra cái nguyên nhân vậy thì đầu tiên khi chúng ta à, đam mê với công việc yoga à, chúng ta đam mê yoga đi chúng ta sẽ thích là tập luyện hàng ngày chúng ta chăm chỉ chúng ta nỗ lực hàng ngày thì cái câu chuyện đấy đó là chúng ta đang thích vì cái điều nó có ích cho chúng ta nghĩa là chúng ta làm những điều chúng ta thích nhưng cái thực sự để mà thành công trong lĩnh vực yoga ấy, là bạn phải mang cái điều bạn học được để truyền tải cho nhiều người để giúp ích cho nhiều người nên là cái sai lầm phổ biến là gặp phải ở đây đấy là không phải cứ điều nào là bạn thích thì cái điều đấy những người ngoài kia họ lại đón nhận tôi thể lấy ví dụ này bạn rất thích là luyện tập bạn khỏe mà đúng không bạn khỏe bạn bạn có ý chí bạn thấy rất là muốn thử thách mình ở các tư thế nâng cao khó hơn chẳng hạn bạn muốn chinh phục các tư thế tư thế khó nhưng các bạn thấy rằng ở ngoài kia rất nhiều người rất là suy yếu họ rất là yếu họ không thể tập được những thứ giống như bạn vậy thì nếu bạn cứ suốt ngày bạn tập tư thế nâng cao thì cái công việc bạn rất là khó phát triển vì bạn không bạn bạn lại còn dụ như là nhiều bạn muốn trở thành huấn luyện viên ga trị liệu nhưng hàng ngày công việc lại không đi học trị liệu mà lại học toàn các thế khó chẳng hạn đấy vậy thì cái điều bạn học điều bạn thích thì lại không có ích cho những người khác đó là lý do khiến mà cái hành trình thất bại nó nhanh hơn như vậy vậy thì chúng ta phải xác định rõ được rằng cái việc mà trở thành huấn luyện viên ấy là bạn phải tập trung mang lại cái giá trị cho những người đến với mình học viên của bạn là muốn cơ thể khỏe mạnh hơn đúng không họ gặp vấn đề về cơ xương khớp vậy thì bạn cần phải học cái gì tìm hiểu về cái gì để xây dựng những bài tập những cái kiến thức những cái giải pháp để giúp cho họ thay đổi cái tình trạng sức khỏe của họ hay là họ muốn có một vòng eo thon gọn hơn vậy thì bạn phải học về dinh dưỡng xây dựng thực đơn xây dựng giáo án để giúp họ có thể giảm cân để có vòng eo thon gọn hơn vậy thì tất nhiên thì khi bạn khỏe hơn rồi thì bạn thấy rằng tập mấy động tác mà giãn cơ nhẹ nhẹ nó, nó, nó khó chịu lắm <laughs> rất nó rất là khó chịu nên là cái việc mà cứ làm cái điều mình thích nhưng cái điều đấy lại không có ích không phù hợp hoặc là không có nhiều người quan tâm đến thì nó rất là khó phát triển và chúng ta đi vào con đường cùng đó là học mãi học nữa nhưng mà chúng ta không thể đạt được cái thành tựu vậy thì đây là cũng là một cái mà bản thân không phải là chỉ nhiều người đâu và tôi cũng gặp phải ngày xưa mà mình cứ thích tìm hiểu cái điều A, điều B Hôm nay thích nào ni chẳng hạn ấy Ngày mai thì thích tập lưng cao Ngày kia thì múi inside Ngày kia thì tập vòng Ngày kia thì tập dây Nói chung cái gì cũng thích Gọi là thích đủ thứ Nhưng mà khi mà mình vào công việc của mình Thì mình phải tập trung vào việc là Cái điều này ấy, có phù hợp với học viên của mình không Cái điều này có phù hợp với cái nhu cầu xã hội hay không Thì lúc đấy mình phải rõ ràng lại thì Sau khi mình rõ ràng lại Mình thấy rằng à Ngoài xã hội không phải ai cũng cũng khỏe như mình Vậy thì học viên họ đến, họ cần cái gì? À, mình sẽ chọn cho mình một cái tập khách hàng một nhóm ví dụ thời gian ban đầu của mình ấy mình sẽ chọn ra một nhóm là cái lứa tuổi từ tầm 44 trở lên đó những người đấy gặp cái vấn đề về cơ xương khớp khá là nhiều họ cũng mong muốn về giảm cân do vậy mình tập trung cái thế mạnh là việc là mình xây dựng các lớp học về trị liệu xây dựng các lớp học về cơ à, giảm cân thon gọn vóc dáng thì khi mà mình làm điều vậy thì lớp học mới phát triển lên à, đông học viên hơn thì khi có đông học viên hơn thì mình lại có thêm cái nguồn tài chính thì mình có nguồn tài chính mình để phục vụ cái đam mê sở thích của mình vậy thì các bạn phải nhớ rằng là cái việc là tập trung vào khách hàng giá trị cốt lõi một cái mà tôi đã chia sẻ trong những chương trình trước ấy là cái tư duy trở thành huấn luyện viên ấy đó là tập trung vào cái điều mà khách hàng muốn và nâng cấp các cái dịch vụ của bạn nó tốt hơn còn một số người thì thực sự họ cũng có một cái là cũng thú vị là đúng cái điều mà họ đam mê yêu thích ấy, thì nhiều người khác cũng thích theo và họ phục vụ cái điều đấy cho người khác ví dụ như là nhiều người rất là thích tầm nâng cao sau họ quy tụ những người khác nâng cao sau họ dạy cho người đấy về các kỹ thuật nâng cao thì đa phần họ sẽ là người dạy những khóa đào tạo huấn luyện viên đúng không? Hay họ hướng dẫn cho họ cách cách để xây dựng những cái cái bài tập biểu diễn để họ có thể thi đấu và họ trở thành những người trọng tài. Họ tập trung vào cái thế mạnh là Đúng là họ thích tập luyện ấy. nhưng mà họ, họ, họ cũng giúp cho nhiều người khác cũng tập luyện giống giống như họ. Nhưng các bạn phải chú ý điều này để tránh sai lầm. À, cách đây một vài ngày tôi cũng thấy một cái, một cái bức ảnh của một bạn khó an viên khó trước. Đó là bạn thông báo là thông báo tuyển sinh lớp ga trị liệu. Nhưng bạn đã cho một tư thế rất là oằn tờ là vằn, tư thế rất là khó nghĩa là nhìn cái tư thế đấy thì những người trị liệu thực sự những người đau cổ vai gáy nhìn phát chạy mất dép luôn <laughs> tôi nói nhấn mạnh như vậy nhưng là họ chạy luôn thì nó bị xung đột nó bị xung đột thì là cái việc là à, mình làm điều mình thích nhưng mình khi mình truyền thông nó bị lệch nó lệch theo xu hướng sự trường do vậy khi mà trên hành trình yoga của bạn ấy thì bạn phải rõ ràng về cái mục tiêu của mình nhá đam mê thì là đúng rồi sở thích thì là đúng rồi nhưng mà muốn thành công cái lĩnh vực của mình thì phải tập trung vào cái đam mê của bạn ấy nó phải phù hợp với đám đông nó phải mang lại cái điều ích cho những học viên, những khách hàng của bạn à, tới và nếu mà cái đam mê yêu thích đấy nó nó nó, nó... nghĩa là có nhiều người cũng quan tâm đến điều đấy thì tỷ lệ thành công mới cao chứ đam mê mà chỉ có lẻ tẻ một vài người thôi ít quá ít người quan tâm đến cái cái điều bạn thích ấy, thì bạn sẽ không chia sẻ được cái điều đấy cho những người xung quanh và công việc rất là khó khăn phát triển trong thời gian tới thì không biết là bạn có đồng ý quan điểm này không nếu bạn đồng ý thì có thể chia sẻ cảm nhận mình dưới còn nếu không thì chúng ta có thể góp ý ở bên dưới xem là có nên làm việc à, chạy theo đam mê của mình không đúng không các bạn chia sẻ cảm nhận của bạn ngay dưới video này nhé.